Đây lễ bế mạc SEA Games 26 được mở màn bằng loạt bắn pháo hoa đầy màu sắc. Tiếp đó là phần biểu diễn các điệu múa mang đậm nét văn hóa của người Indonesia. Tấm lòng về hình thức thể hiện, cầu thang tác động của ánh đèn đã góp phần tăng thêm nét ấn tượng đối với người theo dõi. Qua các tiết mục biểu diễn, lễ bế mạc như muốn truyền tải những thông điệp tốt đẹp về đất nước xinh đẹp Indonesia đến với bạn bè quốc tế và khu vực. Sau 12 ngày sơ tán, sơ đổi và quyết liệt, SEA Games 26 tiếp tục là nơi thể hiện tình đoàn kết giữa các nước trong khu vực. Thông qua các môn thể thao, tình bạn, sự thiện chí của các vận động viên ngày càng được thắp sáng để hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn. Đây là lần đầu tiên thể thao Việt Nam có lượng vận động viên đông nhất và tham dự nhiều môn nhất. Với tinh thần quyết tâm cao vì màu cờ sắc áo, đoàn thể thao Việt Nam đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ. Một kỳ SEA Games nữa đã khép lại trong niềm vui chung. Chúng ta hy vọng trong thời gian tới, trên tinh thần hợp tác và tôn trọng lẫn nhau, các nước trong khu vực Đông Nam Á sẽ không ngừng phát triển trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực thể dục thể thao, nhằm hướng tới SEA Games 27 với những kết quả rực rỡ. Thưa quý vị và các bạn, chương trình lễ bế mạc SEA Games 26 sẽ được đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát lại vào lúc 21 giờ tối nay.